Hiện lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương ngày càng gia tăng, dẫn đến hầu hết các bãi chôn lấp đều trong tình trạng quá tải. Điều này gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và tạo thành áp lực với chính quyền các địa phương. Ghi nhận cụ thể tại xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, trong khi nhiều năm qua, bãi rác rộng 3.000 m2 ở thôn Bình Cách luôn trong tình trạng ô nhiễm, khói khét từ bãi rác ảnh hưởng hàng trăm hộ dân. Đây là hiện trạng bãi rác thôn Bình Cách, xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Vẫn còn những dấu vết của việc đốt rác tại đây. Bãi rác chỉ cách đường tỉnh 391 vài chục mét, kéo dài cả đoạn đê hàng trăm mét. Rác mới chồng lên lớp rác cũ đã được đốt. Bãi rác lộ thiên nhưng không hề có tường bao chắn. Rác đổ tràn trên mặt đường gây ô nhiễm môi trường. Nói chung là nếu mình nhìn trước mắt thì nhìn như thế là cũng ảnh hưởng đấy ạ. Cái anh thấy là nếu rác thì thường ở khu này là khu gọi là dân, người ta đổ thì cũng nó chưa có quy hoạch lắm. Nhưng sau này không biết thế nào thôi. Còn giờ trước mắt thì nó muốn dân một nơi em muốn ở khu đấy thì đổ đây và khu dưới anh thì đổ đây, muốn nơi một khác. Nó không như quy hoạch như các thành phố lớn. Bãi rác thôn Bình Cách đã hình thành hơn 10 năm nay. Diện tích khoảng 3.000 m2 là nơi tập kết rác của hơn 300 hộ dân thôn Bình Cách. Trước kiến nghị của các hộ dân về tình trạng đốt rác gây ô nhiễm môi trường, chính quyền địa phương đã họp với tổ thu gom rác, yêu cầu không đốt rác mà chỉ xử lý bằng hình thức san lấp và chôn lấp. Tuy nhiên, việc xử lý rác tại đây gặp nhiều khó khăn. Thế còn lại là họ cứ mang đi họ đổ. Thế rồi chỗ cần chuối người ta cũng mang đến đổ. Thì đầu tiên thì nó đổ lên sát chân đê quá nhiều, thì cái tổ thu gom rác thải người ta mới đốt. Thế vừa qua xã ý kiến cho đồng chí Thức ý kiến xuống thì anh nên nhắc tổ thu gom rác thải là không được đốt nữa. Thì chúng tôi là làm việc với tổ thu gom rác thải là hiện nay không đốt nữa. Thì bây giờ nó nhiều quá, mà nếu mà đúng ra thì thôn thì không có tiền, thì chỉ vận động dân này đóng góp hết thôi. Thiếu kinh phí, không có nhân lực thu gom là một trong những khó khăn khiến việc xử lý rác thải sinh hoạt tại địa bàn xã Hà Thanh đang gặp phải. Rác thải tại đây xử lý vô cùng thô sơ. Với lượng rác thải ngày càng tăng, nếu không có phương án xử lý, thì nguy cơ ô nhiễm môi trường là điều hiện hữu. Qua kiểm tra thì các chủ yếu là các tổ thu gom rác thải chúng ta là chưa thực hiện đúng quy trình, nghĩa là chưa thực hiện cái việc mà chôn rác thải theo đúng quy định. Đấy, vẫn còn cái hiện tượng là mang rác ra đến viền, đến hố rác thôi là đã đổ ra đấy rồi mà không thực hiện việc săn chôn lấp. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ yêu cầu các đồng chí lãnh đạo thôn, đặc biệt là các tổ thu gom rác thải chúng ta thực hiện nghiêm cái việc mà chúng ta thu gom rác thải và mang ra khu vực đấy và chúng ta chôn lấp. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương có nhiều bãi rác có quy mô, diện tích nhỏ từ vài chục đến vài trăm mét vuông, phần lớn là tận dụng các vùng ruộng trũng, ao hồ. Bên cạnh đó, rác không được phân loại, bãi rác không lót đáy, không có hệ thống thu gom nước rỉ rác, không xây dựng tường bao ngăn cách, gây ô nhiễm nguồn nước, không khí nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của người dân. Việc xử lý rác thải sinh hoạt tại nông thôn vẫn là bài toán khó giải.